Cô xin chào các bạn. Ở tiết toán hôm nay, chúng ta học bài cộng các số tròn trục. Đây là số tròn trục. Cô có phép tính 30 cộng 20 bằng mấy? Như vậy, muốn tính được bài này, ta làm thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Đây là bó một chục que tính. Bạn nào cho cô biết cô có bao nhiêu que tính? Cô có 30 que tính. 30 còn gọi là 30. Cô viết số 3 ở cột chục, số 0 ở cột đơn vị. Cô thêm bao nhiêu que tính nữa? Cô thêm 20 que tính nữa. 20 còn gọi là 20. Cô viết số 2 ở cột chục, số 0 ở cột đơn vị. Cô viết dấu cộng bên trái giữa hai số, kẻ vạch ngang. Muốn tính được bài này, ta làm thế nào? Mời các bạn cùng quan sát. Ta tính từ phải sang trái. Tính cột đơn vị trước, cột chục sau. Ta lấy 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Vậy 30 cộng 20 bằng 50. Các bạn rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta bước sang bài số 2. Bài tập số 2 yêu cầu tính nhẩm. Muốn tính nhẩm được phép tính này, ta làm thế nào? Mời các bạn theo dõi. Ta lấy 20 cộng 30 bằng 50. Vậy 20 cộng 30 bằng 50. Các bạn rõ chưa nào? Mời các bạn tính nhẩm cho cô. Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Chúng ta bước sang bài tập số 3. Mời các bạn đọc bài toán và xác định giúp cô bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Bài toán cho biết thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Bài toán hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Mời các bạn đọc phần tóm tắt và thực hiện. Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh, cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Mời các bạn thực hiện bài giải. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Dựa vào câu hỏi, cô có lời giải như sau. Cả hai thùng đựng là. Dựa vào cụm từ cả hai thùng, cô có phép tính 20 cộng 30 bằng 50 gói bánh.
Đáp số 50 gói bánh. Các bạn có thực hiện giống cô không? Rất tốt. Tiết học đến đây đã kết thúc. Các bạn làm và vỡ bài tập toán trang 25. Chào tạm biệt các bạn.